nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hàng tư tế và các lễ tế. Lễ Toàn Thiêu. Sách Lê Vi, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-ha-ron và các con nó. Đây là luật về lễ toàn thiêu. Lễ vật toàn thiêu phải ở trên lò trên bàn thờ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải cháy luôn trên bàn thờ. Tư tế sẽ mặc áo vải gai và mặc quần đùi vải gai che mình. Nó sẽ hút cho lễ toàn thiêu mà lửa đã đốt trên bàn thờ và đổ bên cạnh bàn thờ. Nó sẽ cởi phẩm phục ra, mặc phẩm phục khác vào, rồi đưa cho ra ngoài trại, ở một nơi thanh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn không tắt. Sáng sáng, tư tế sẽ đốt củi trên đó, xếp lễ vật toàn thiêu lên trên và đốt mỡ của lễ vật kỳ an. Lửa phải thường xuyên cháy trên bàn thờ, không bao giờ tắt. Lễ phẩm. Sách Lê Vi, chương 6, từ câu 7 đến câu 16. Đây là luật về lễ phẩm. Các con A-ha-ron phải tiến dâng lễ phẩm trước nhan Đức Chúa, đối diện với bàn thờ. Từ lễ phẩm đó, tư tế sẽ trích ra một nắm tinh bột, dầu và tất cả nhũ hương ở trên lễ phẩm, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thành hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Đó là phần kỷ vật dành cho Đức Chúa. Phần còn lại của lễ phẩm thì A-ha-ron và các con sẽ được ăn. Phần đó sẽ được làm thành bánh không men và ăn trong một nơi thánh. Chúng sẽ ăn nó tại khuôn viên lều hội ngộ. Phần đó không được trộn men mà nướng. Đó là phần ta ban cho chúng từ các lễ hỏa tế dâng cho ta. Đó là của rất thánh, giống như lễ tạ tội và lễ đền tội. Mọi đàn ông con trai trong các con A-ha-ron sẽ được ăn phần ấy. Đó là quy luật vĩnh viễn cho các thế hệ của các ngươi trong những lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Tất cả những gì chạm đến các vật ấy sẽ được thánh hiến. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Đây là lễ tiến mà A-ha-ron và các con sẽ dâng lên Đức Chúa ngày được sức dầu tấn phong. 4,5 lít tinh bột làm lễ phẩm thường xuyên, một nửa ban sáng và một nửa ban chiều. Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo với dầu. Sau khi trộn kỹ, người sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng. Đó là hương thơm làm vui lòng Đức Chúa. Trong số các con A-ha-ron, tư tế được sức dầu tấn phong để kế vị nó cũng sẽ làm như thế. Đó là quy luật vĩnh viễn. Lễ phẩm sẽ được đốt trọn vẹn, cho cháy nghi ngút dâng Đức Chúa. Mọi lễ phẩm của tư tế phải được dâng trọn vẹn, không được ăn. Lễ tạ tội. Sách Lê Vi, chương 6, từ câu 17 đến câu 23. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Hãy nói với A-ha-ron và các con nó. Đây là luật lệ về lễ tạ tội. Lễ vật tạ tội phải được xét tế ở nơi xét tế lễ vật toàn thiêu trước nhan Đức Chúa. Đó là của rất thánh. Tư tế cử hành lễ tạ tội được ăn lễ vật đó. Lễ vật sẽ được ăn trong một nơi thánh, trong khuôn viên lều hội ngộ. Tất cả những gì chạm đến thịt lễ vật sẽ được thánh hiến.
Nếu có máu bắn vào quần áo, thì ngươi phải giặt chỗ có máu bắn vào trong một nơi thánh. Nồi đất đã dùng để nấu lễ vật sẽ phải đập vỡ. Còn nếu nó đã được nấu trong nồi đồng, thì nồi đó phải được cọ sạch và rửa bằng nước. Mọi đàn ông con trai thuộc hàng tư tế sẽ được ăn, đó là của rất thánh. Nhưng mọi lễ vật tạ tội mà máu đã được mang vào lều hội ngộ để cử hành lễ xá tội trong nơi thánh thì không được ăn. Lễ vật đó phải bỏ vào lửa mà thiêu.